Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử hỏi vụ án Vạn Thịnh Phát, các luật sư tiếp tục hỏi các bị cáo. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Tránh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, từ chối nhiều câu hỏi của các luật sư. Bị cáo Hưng thừa nhận có trách nhiệm khi là người chấp thuận các báo cáo của đoàn thanh tra bên cạnh đó bị cáo hưng phủ nhận nội dung cáo buộc mình chỉ đạo chỉnh sửa số liệu kết luận thanh tra để dẫn tới việc không phát hiện sai phạm tại ngân hàng scb không đưa ngân hàng này vào diện kiểm soát đặc biệt ông hưng trình bày bị cáo chỉ ký quyết định thanh tra bị cáo không chủ động không chỉ đạo trưởng đoàn thanh tra sửa số liệu trong báo cáo gửi ngân hàng nhà nước bị cáo chỉ phụ trách ký quyết định thành lập và chỉ đạo thanh tra chứ không trực tiếp đi thanh tra riêng về tính trung thực của kết quả báo cáo ông hưng cho biết điều này phụ thuộc vào đoàn thanh tra và trưởng đoàn ký với tư cách đại diện theo quy định của pháp luật thì tôi giao quyết định thanh tra còn đoàn thanh tra phải có trách nhiệm thực hiện thanh tra theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt sau khi thanh tra hai lần tôi đã nhận được các báo cáo này còn việc báo cáo của đoàn thanh tra do trưởng đoàn đỗ thị nhàn ký báo cáo có trung thực hay không thì trong cáo trạng và kết luận điều tra đã nêu rõ nên không trả lời lại bị cáo hưng nói Trước câu trả lời của bị cáo Hưng về việc không nhớ đã nhận bao nhiêu tiền từ SCB, luật sư bảo chữa cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước đặt câu hỏi, có phải nhận nhiều quá nên anh không biết bao nhiêu không? Tuy nhiên, ông Hưng từ chối trả lời. Lúc này, chủ tọa lưu ý các luật sư trong quá trình bảo chữa và bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo thì không đặt câu hỏi để làm xấu đi tình trạng của bị cáo. Trong khi bị cáo Nguyễn Văn Hưng phủ nhận việc chỉ đạo thuộc cấp chỉnh sửa kết luận thanh tra để báo cáo ngân hàng nhà nước thì bị cáo Đỗ Thị Nhàn khẳng định bị cáo có nhận chỉ đạo của anh Hưng để chỉnh sửa số liệu SCB. Cụ thể, bị cáo Nhàn dẫn chứng các báo cáo thanh tra được hoàn thành vào ngày 11 tháng 1 năm 2018 đã được trình lên anh Hưng kèm theo hai tờ trình. Tại các tờ trình, đoàn thanh tra đã đề nghị anh Hưng thành lập một bộ phận độc lập với đoàn để kiểm tra lại và tham mưu trước khi ban hành dự thảo kết luận thanh tra, nhưng anh Hưng không thực hiện. Anh Hưng chỉ đạo sửa các hệ số an toàn của SCB, sau đó tôi đã chỉ đạo cấp dưới sửa trong báo cáo kết luận thanh tra, đồng thời trong cáo trạng và kết luận điều tra cũng đã nêu rõ vấn đề này. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn cũng trình bày thêm tại thời điểm ban hành kết luận thanh tra số 3959 ngày 4 tháng 12 năm 2018. Nếu SCB thực hiện nghiêm những kiến nghị tại kết luận thanh tra đó thì đã không có chuyện như hôm nay. Theo bị cáo Nhàn, nếu ông Hưng tiếp tục chối thì bà sẽ đưa ra những chứng cứ chứng minh việc mình nhận chỉ đạo từ ông Hưng. Về việc nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành, bị cáo Nhàn nói cảm thấy xấu hổ vì một phút nông nổi dẫn đến hậu quả không thể chấp nhận. Từ khi bị bắt, bị cáo chưa được gặp gia đình nên không biết gia đình đã nộp khắc phục hậu quả thế nào cho cơ quan điều tra. Theo cáo buộc, quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB năm 2017 đến 2018, bà Nhàn và các thành viên tổ tổng hợp, thành viên tại các tổ thanh tra là những người biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu. Các bị cáo biết rõ sai phạm vi phạm tại những khoản vay của nhóm khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của SCB thông qua kết quả thanh tra tuy nhiên vì động cơ cá nhân nhận tiền lợi ích vật chất từ scb ông hưng đã chỉ đạo bà nhàn và các thành viên trong đoàn cố tình che giấu bưng bít dự thảo kết luận thanh tra và các báo cáo không trung thực không đầy đủ lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ nhằm mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật việc này đã tạo điều kiện cho ngân hàng scb tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu Tại phiên xét xử, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét hỏi người liên quan bị hại trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Chủ tọa yêu cầu bà Bùi Thị Vân Anh, vợ bị cáo Nguyễn Cao Chí lên bục khai báo rồi cho hay đã nhận đơn của bà về việc khắc phục hậu quả thay chồng, nhưng đến nay bà chưa nộp tiền. Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Cao Chí từng nhận của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát 1.000 tỷ đồng để mua bán dự án. Khi bà Lan bị bắt, bị cáo trí lập khống các giấy tờ thể hiện không còn việc mua bán và chiếm đoạt số tiền này. Theo tòa án, cơ quan điều tra đã thu hồi từ Nguyễn Cao Chí số tiền mặt đô la Mỹ là hơn 700 tỷ đồng, hiện còn thiếu 266 tỷ đồng. Ông Chí bị kê biên 7 bất động sản để đảm bảo thi hành án cho số tiền 266 tỷ đồng này nhưng đã xin nộp đủ bằng tiền mặt. Trả lời hội đồng xét xử, bà Bùi Thị Vân Anh cho biết đang sắp xếp tài chính để khắc phục hậu quả vụ án. Bà Vân Anh trình bày xin hội đồng xét xử cho thời gian 3 tháng. Chủ tọa phiên tòa cho biết thời gian 3 tháng thì phiên tòa đã xét xử xong, không thể khắc phục hậu quả để xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Đáp lời, bà Vân Anh cho biết sẽ cố gắng thu xếp trong thời gian nhanh nhất có thể. Bà trình bày còn khoảng 400 cá nhân tổ chức đang thiếu nợ gia đình bà gần 1.500 tỷ đồng, xin tòa hỗ trợ thu hồi khoản này để khắc phục nhanh nhất có thể. Chủ tọa cho hay, gia đình và bị cáo Nguyễn Cao Trí có thể thông báo việc có người nợ tiền tới cơ quan điều tra để cùng thu hồi. Thẩm phán cũng hỏi về việc các tài khoản bị phong tỏa của bị cáo Trí vẫn có tiền do bà Vân Anh không biết tài khoản của chồng nên Nguyễn Cao chí đứng lên trình bày có một số tài khoản cá nhân và công ty liên quan bản thân bị Phong tỏa bởi cơ quan điều tra nhưng không rõ quyết định Phong tỏa số bao nhiêu ban hành bao giờ nhưng người nợ tiền ông ta cũng hẹn đi hẹn lại hơn một năm qua nhưng chưa trả luật sư Trần Minh Hải phát biểu đã làm đơn gửi hội đồng xét xử đề nghị cho Nguyễn Cao chí tiếp xúc với vợ để tìm kiếm thu xếp tài chính khắc phục toàn bộ khoản còn lại trong vụ án Chủ tọa cho hay họ không được gặp tại tòa, các luật sư cần tìm hiểu tài khoản của Nguyễn Cao Chí bị phong tỏa theo quyết định nào để giải quyết, nếu không các bất động sản bị kê biên có thể dùng để khắc phục hậu quả. Bà Bùi Thị Vân Anh liền trình bày cam kết khắc phục tiền mặt 266 tỷ còn thiếu ngay trong thời gian xét xử. Một lần nữa, chủ tọa phiên tòa lưu ý gia đình bị cáo chí phải khắc phục hậu quả trước khi hội đồng xét xử đưa ra phán quyết cuối cùng. Trong phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, hội đồng xét xử bắt đầu hỏi bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Đáng chú ý, bị hại trong vụ án là SCB khẳng định bị thiệt hại hơn 760.000 tỷ đồng. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB được xác định tham gia phiên tòa với hai tư cách tố tụng là bị hại liên quan hành vi tham ô tài sản và là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tại phiên tòa, đại diện SCB trình bày không đồng ý với khoản tiền thiệt hại, theo cáo trạng là hơn 498.000 tỷ đồng. Vì đại diện này đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại trong vụ án là hơn 677.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 84.000 tỷ đồng lãi phát sinh. Tính đến thời điểm xét xử sơ thẩm là ngày 5 tháng 3 năm 2024, đó là chưa tính đến lãi bổ sung đến thời điểm thi hành án xong. Căn cứ của phía ngân hàng là vì SCB không đồng ý với kết quả thẩm định giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân trong vụ án. Liên quan đến 1.166 mã tài sản bảo đảm cho 1.284 khoản vay thuộc trách nhiệm của bị cáo Trương Mỹ Lan, đại diện SCB đề nghị được quyền khai thác sử dụng quản lý, không phân biệt tài sản đó có đủ điều kiện pháp lý hay không. SCB cũng đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục truy tìm các tài sản của bà Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo cho SCB. Ngày 3 tháng 1 năm 2023, sau khi khởi tố vụ án, SCB đã thuê công ty Hoàng Quân định giá tài sản ngân hàng tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không đồng ý với các kết quả thẩm định giá quá thấp. Theo đó, trong vụ án Công ty thẩm định giá Hoàng Quân được chọn thẩm định giá tài sản trong vụ án mới định giá 726 trên 1.116 mã tài sản thế chấp cho các khoản vay của nhóm Vạn Thịnh Phát tại SCB. Số còn lại công ty Hoàng Quân không định giá vì lý do các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản. Đối với hơn 400 tài sản chưa định giá SCB đang giữ, bà Lan cho biết cũng từng có nhiều ý kiến với các cơ quan tố tụng về việc những tài sản nào chưa được định giá thì cần phải định giá để tính toán lại thiệt hại trong vụ án. Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không đồng ý với kết quả thẩm định của công ty Hoàng Quân. Khi luật sư Lê Hồng Nguyên hỏi, yêu cầu của bị cáo Trương Mỹ Lan đối với các tài sản chưa được định giá Bị cáo Lan trả lời, đã có nhiều ý kiến gửi hội đồng xét xử xem xét lại tất cả tài sản chưa định giá phải được định giá. Bị cáo Lan trình bày, các tài sản này đều là mồ hôi nước mắt thì không thể nói là không có giá trị. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng bất động sản giá thị trường lúc cao lúc thấp và kết quả định giá của công ty Hoàng Quân không hợp lý, điển hình như dự án Mũi Đèn Đỏ được định giá 17.000 tỷ đồng. Về dự án này, cựu Phó Tổng giám đốc SCB Trương Khánh Hoàng cho rằng Năm 2020 thì dự án này có giá thị trường từ 60 đến 80 triệu đồng một mét vuông. Còn cựu phó tổng giám đốc SCB Trần Thị Mỹ Dung trình bày dự án mũi đèn đỏ có diện tích khoảng 117 hecta đã thực hiện đền bù hơn 90%. Lúc đền bù là đền bù theo giá thị trường. Theo bị cáo Dung, với diện tích đó nhân với giá thị trường thì có giá trị khoảng 70.000 tỷ đồng. Đó là giá trị thực tế, chưa tính các thủ tục pháp lý. Bị cáo Dung khai, khi SCB duyệt cho vay 117.000 tỷ đồng là không chỉ dựa vào giá trị đã đền bù, mà còn dựa vào đánh giá khả năng phát triển của dự án. Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung trình bày thêm, trong 1.166 mã tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan tại SCB, công ty thẩm định giá Hoàng Quân không định giá 440 mã tài sản vì lý do các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản là không phù hợp. Theo bị cáo Dung, cổ phần, cổ phiếu đều là tài sản có giá trị được ghi nhận trên sổ sách của SCB. Vì vậy, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung mong hội đồng xét xử xem xét yêu cầu các cơ quan tố tụng cung cấp danh sách các tài sản không được công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá trong vụ án. Từ đó bị cáo sẽ có trình bày quan điểm.